Bây giờ quay đầu đi, quay đầu đi. Trước cháu đi, mình đẩy ra. Dạ vâng, mình chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube La Phương Nam Sài Gòn. Ở đây là có những anh chị khách hàng đến từ khu vực miền Tây ở tỉnh Kiên Giang đã lên tới shop và bây giờ sẽ trải nghiệm qua chất âm của dòng loa BN3450. Thì hai anh chị cùng như là anh chị khách hàng có chút hay không thì lát nữa mọi người cùng nói xem nữa nha mọi người. Rồi thì ở đây là bên em đang test thì đang mở cửa ra mọi người, cho nên ngoài sát phía sau lưng là có xe qua lại hơi nhiều cho nên âm thanh cũng hơi ồn ào, mọi người cùng thông cảm nha mọi người. Dạ vâng, sau một quá trình test nhạc cũng như là anh chị test karaoke về dòng loa này thì anh chị rất là hài lòng cũng như là đã đồng ý và đã chốt dàn loa này luôn. Thì anh chị hẹn ngày giao thì bên em sẽ tiến hành bàn giao về cho anh chị nhé mọi người. Rồi và bây giờ là bên em sẽ tiến hành test nhạc ngoài trời và test một đoạn karaoke ngoài trời để một chiếc kim vào bàn giao về cho anh chị luôn mọi người. Rồi thì có một anh trai chạy Grab chạy ngang qua mà bên em đang test cái dàn loa này và anh đã kêu là test thử một đoạn nhạc, test thử một đoạn karaoke. Rồi bây giờ bên em sẽ tiến hành test nhạc và để anh test một đoạn karaoke để chúng ta cùng trải nghiệm chất âm khi mà chúng ta nghe nhạc cũng như là test karaoke ngoài trời như thế nào luôn mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, hiện tại là bên em đang đến khu vực Kiên Giang rồi. Và đường vào nhà anh thì xe tải vào không được, cho nên là anh đã thuê một cái vỏ lái. Và bây giờ sẽ bỏ xuống vỏ lái và đi được bằng đường sông nha mọi người. Rồi xin mời anh chị và các bạn cùng đồng hành bên em bàn giao dàn loa này. Dạ vâng, thì em là người miền Trung cho nên tiếng nói nó cũng hơi nặng và hơi khó nghe một chút, thì anh chị cũng thông cảm nha mọi người.
Anh nhớ những kỷ niệm mà sao cho anh buồn thêm. Anh nghe cơn gió đang.
liên hệ ngay hotline hoặc Zalo 0969 623 625 0862 623 625 để được tư vấn và đặt hàng. Tham khảo sản phẩm tại kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Quý khách hãy đăng ký kênh và cho một like để ủng hộ. Đừng quên bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật nhiều video review sản phẩm mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.